chào cả nhà. Các mọi người có khỏe không? Hôm nay đây mình xem có cái gì vui ha. Đây mình sẽ review cho các bạn xem. Chúng ta cùng nhau chia sẻ nha. Ok, thanks for Sức Diamond đăng ký kênh Thomas chia sẻ and share. Đi chơi nha cả nhà. Đi chơi nha cả nhà. Ngồi trong xe thì rất là nóng các bạn. Ok, để máy nha. Rồi chúng ta đi vòng vòng ha. Let's go. Cái vùng bên này bông rất là đẹp nha các bạn. Rực rỡ luôn á. Dịch bệnh á, xe nào cũng có đủ đồ nghề hết. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng nha các bạn, mua một chút xíu đồ ăn ha, về nấu nấu phở đi ha, nấu phở ăn. Nắng trời nắng lắm lắm. Check in. Tẩy khử trùng nha các bạn. Rồi. Ôi xong rồi đó. Yes. Đây là cái chương trình tẩy trùng, khử trùng trolley. Ok, check in rồi nha. Check rồi nha. Ngon các bạn ơi, hôm nay có nhiều xoài ăn lắm ha. Trái nào trái nấy hết sảy luôn. Thơm nè. Thì cái này là bí đao hả? Cái bí gì đây? Cái xoài này cái trái dài nè. Bự quá sợ luôn. Long hoành. Trái này cũng bự nữa nè. Wow, cái này bự à. Wow, ngon à. Wow, cái này mát này các bạn ơi, mỗi lần tới đây rất là thích. Cái này nè, đẹp lắm. Khói kìa. Wow, khói kìa. Mát lắm các bạn. Vui không các bạn? Nhưng mà nãy giờ chưa mua được cái gì hết. Chúng ta ghé qua mua tiệm thịt nha. Mua thịt. Lại check in nữa. Mình chắc phải mua xương bò. Beef neck bone. Can you chop for me too? Cái này là đuôi bò này các bạn. Yeah. Gân bò này các bạn. And beef tendons. Tổng cộng là 59 đồng. Ok. Thank you. Rồi, tiếp tục check in nữa nha. Giờ mình sẽ kiếm cái gia vị nấu phở bò. Nó trốn ở đâu mất tiêu à? Ở đây. Good. Sẽ mua rau quế ha, con vịt, mua phở tươi. Bây giờ tính tiền, chúng ta cũng mua rất nhiều thành phần để nấu phở nha. Bây giờ đi mua thêm chút xíu rau cải, mua trứng nha các bạn, su hút. Rồi lại tiếp tục check in nữa nha, và chúng ta sẽ mua thêm vài trái chanh nữa. Hỏi một bịch có 2 đồng à, rẻ quá. Tây thì ở nhà còn rất là nhiều, phải ăn cho nó hết. Ai muốn ăn atiso không? Này atiso nè. Ăn cái này ngủ cho nó đã. Phải củ quả nhiều quá, thôi để từ từ mới mua. Ăn hết đồ ở nhà trước đã. Quá trời đồ ăn luôn. Giống rau quế ta hay ha. Ở đây nó trồng luôn nguyên cái rễ luôn à. Cũng thơm lắm. Cái cây kẹo à, ăn cho nó đã. Quá bự luôn. Nửa đây, mua gần nữa. Đi ớt này, một phép người ta gói sẵn luôn nè các bạn, 5 đồng. Và còn cái niềm ăn canh chua là dết lầu nè.
Ok, bữa khác mình sẽ nấu món canh chua, hôm nay là nấu phở nha. Thì chúng ta đi tính tiền nha. Tính tiền. Tính tiền nha các bạn. Rồi. Ok, Diamond đã mua đủ cái thành phần nấu phở rồi. Phở ăn nè, bò nè. Hôm nay mình sẽ nấu đặc biệt là món đuôi bò. Đuôi bò nè, gân bò nè. Những cái gì bổ bổ á, cho mấy cái anh chàng ở nhà ăn cho nó khỏe ha. Ok, bây giờ về nhà nấu phở thôi. Thanks for watching and be in my movie star. Enjoy nha các bạn. Đã nhỏ nhưng có rất nhiều đồ ăn nha các bạn. Rồi, đi về thôi. Các bạn có thích lái xe số tay không? Diamond thì đã lái trên 30 năm rồi đó. Rất là thích. Vô số nè. Vô số nè. Số 1 nè. Số 2. Số 3. Số 4. Số dê. Ok, trở lại neutral. Cái này là không có số. Rồi đi vô số 1 lại. Ok. Đi chợ mua rất nhiều đồ ăn rồi các bạn ơi. Bây giờ bắt đầu chương trình nấu phở nha. Rồi mình đã xắt xong hành lá nè, củ hành tây, chanh. Cái món phở mình nấu rất là đơn giản ha. Đây là toàn bộ xương bò nè, đuôi bò nè, gân bò nè. Để vô hết. Rồi cái nấu cho nó sôi lên thôi. Giờ chỉ là đợi nó sôi thôi. Rồi nước mắm, muối, đường, gừng, hành gì đó hầm bà làng vô. Một lát nó sôi lên cũng vài tiếng đồng hồ á là mình có thể múc vô phở ăn rồi đó các bạn. Đơn giản nha. Chuẩn bị sẵn 4 bao phở luôn á. Đây cũng được mười mấy tô phở đó. Không đủ thì ngày mai ăn tiếp ha. Rồi sa tế và hỏi xiên sốt về. Và bây giờ chỉ là chờ đợi thôi. Chờ đợi tới nồi súp nó chín sôi sùng sục. Tí nữa là có những tô phở bò gọn, nhẹ, rẻ. Cũng không có rẻ lắm nhưng mà ok, ăn được là có phước rồi ha. Ngon, bổ, thơm, rẻ. Ok, mời cả nhà nhé. Nữa nè cả nhà ơi, mình giờ mình để trong tủ lạnh trước. Wow, có lọc ăn rồi các bạn ơi. Có quà rồi nè, đố các bạn món gì đây? Wow, bột mí nha. Ok, đây là wow, nhìn hấp dẫn quá ha. Đẹp quá. Đây là bánh đậu xanh sầu riêng. Do chị Xui làm tặng Diamond đây. Ngọt quá, nhìn thấy rất là hấp dẫn nha. Wow, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Ngon quá không gì hạnh phúc và ngon bằng có người làm bánh cho mình ăn. Mời cả nhà ăn chung nha. Wow, bánh thơm lắm các bạn ơi. Thơm mùi sầu riêng. Sầu riêng ai sầu? Riêng em không sầu. Có bánh ăn là ngon rồi. Thơm quá. Cảm ơn chị nhiều nha chị Nguyệt. Mời cả nhà ăn chung. Ngon quá. Ngon quá, để dành tí ăn. Hết sảy luôn cả nhà. Wow, mình cắt ra rồi nè. Cắt ra từng miếng nè. Từng miếng nè. Quá trời luôn, đẹp ha. Delicious. Ngon quá cả nhà. Đậu xanh và sầu riêng. Wow, rồi súp hấp dẫn lắm các bạn ơi. Để ăn mệt nghỉ luôn á, ăn tới ngày mai luôn. Tha hồ ăn phở nè. Ai ăn phở không? Order đi. Order ship liền đây. Phở homemade đây.
À, phở này có rất là chất lượng nha, có đuôi bò nè, gân bò nè, bổ nè, rất là bổ dưỡng nha các bạn. Đợi thêm một tí xíu nữa là có phở ăn ha. À, mới mua thêm ngò gai, ngò ôm và giá nữa. Nãy đi shop quên mua, bây giờ phải chạy mau mau đi mua tiếp. Yeah, đầy đủ rau cải nè, thơm ngon, thơm quá các bạn ơi. Mì, phở and veggie, waiting for Wilson ăn phở bò. Wow, một nồi phở đặc biệt, bò viên nè, gân bò và đuôi bò, xương bò. Wow, đợi tất cả quý vị đây. Mãi vô, mãi vô, order, order. Đây là phở nha, mời các bạn ăn nha. Bỏ chanh vô. Wow, delicious nha. Mời cả nhà ăn chung. Yeah. Gắt lòng, quá sảy luôn. Ăn, ngon.